thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua, khu vực 2 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã thi công và hoàn thành nhiều tuyến hẻm đẹp, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị khang trang. Trước đây, tại hẻm 388E, 388H, tổ 3, thuộc khu vực 2 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, mỗi khi mưa lớn hay thủy triều dâng cao, mặt hẻm ngập sâu, gây khó khăn cho việc lưu thông. Đầu năm 2022, hẻm được đầu tư trên 227 triệu đồng, trong đó nhà nước 60% kinh phí, nhân dân đóng góp 40% để cùng nâng cấp hẻm ngang 3,5 m, dài 110 m, nay đã hoàn thành trong niềm vui của nhân dân. Giờ này nhà nước quan tâm, làm đường cao ráo, nhân dân ở đây sẵn sàng đóng góp. Như thấy con đường mà nó sạch đẹp như vậy là rất là khấn khởi và mừng rỡ để đi tới lui cho không bị nước ngập. Ba tuyến hẻm gồm hẻm 388 về Xéo Lá đoạn 1 dài 70 m, hẻm 385 về số 49 dài 170 m, hẻm 132D dài 265 m cũng nhận được sự đồng thuận cao của bà con trong hẻm. Mỗi hộ tự nguyện đóng góp 2.500.000 đồng, tổng cộng thu được 456 triệu đồng để bê tông làm mới các hẻm. Ba tuyến hẻm trên vừa hoàn thành khang trang và sạch đẹp. Thì bây giờ nhà nước nhà nhân dân làm cái đường này lại, thì cái đường nó sạch sẽ lại, cống thoát nước nó được chảy thông suốt này nọ, thành ra nó người dân đi lại nó rất thoải mái và khỏe khoắn. Từ khi mà làm được con đường này tới giờ thì đường nó cao ráo sạch sẽ, không lo mưa ngập, không sợ tai nạn. Nói chung là dân dân thì dù cùng với nhà nước cùng làm, mỗi một hộ cùng đóng góp để làm thì nói chung là mọi người rất là vui. Mà hiện nay khu vực cũng đã đổ bê tông xong 4 tiếng, còn 3 tiếng với 2 nhánh nhỏ thì khu vực sẽ tiến hành thực hiện trong khoảng thời gian sớm nhất. Cái trong năm 2022 thì sẽ hoàn thành hết mọi tuyến hẻm để mà nhằm góp phần xây dựng cái phường giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị. Địa bàn khu vực 2 phường An Khánh, đa số các tuyến hẻm đều trong tình trạng ngập nghẹt nặng. Gần 2 năm rưỡi nay, địa phương phát động xây dựng nhiều tuyến hẻm đẹp. Đến nay, khu vực đã vận động nhân dân đóng góp trên 3 tỷ 547 triệu đồng cùng nhà nước làm các tuyến hẻm. Và nhiều tuyến đã đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, cùng phường An Khánh giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị.